Em xin chào các bác em ở bên lương âm thanh lương audio thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái thiết bị khác nhau thì bác nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 thì bên em có rất nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau để phục vụ các bác nhé. Ở đây thì hôm nay hàng Tết anh em đang đóng hàng gửi đi cho các bác đây các bác quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em bên em thì có rất nhiều những cái chủng loại hàng để phục vụ các bác. À, thì thưa các bác đây đang uh, video này là video mà test hai cái đơn hàng đó là cái con đẩy k 8 đẩy 4 kênh k 8 uh, thứ nhất là cái đơn đầu tiên thì em uh, thợ bên em thì đã test uh, đầy đủ tất cả những chức năng hoạt động bình thường rồi đang đóng kiện đi uh, thì cái đơn này của một cái bác khách ở bên uh, uh, hạ hòa phú thọ uh, bác khách tên là uh, phan trang uh, bác khách tên là phan trang ở bên uh, hiền lương hạ hòa phú thọ À, tiếp đến đây là cái đơn thứ hai là con đẩy K 8 thứ hai đó là một cái đơn của một cái bác khách là anh anh ký ở bên uh, Buôn Ma Thuật Đắk Lắc, anh ký ở bên uh, Buôn Ma Thuật Đắk Lắc thì với cái những cái dòng đẩy thì bên em có rất nhiều những cái chủng loại khác nhau để phục vụ các bác nhé và tất cả những cái đơn hàng mà trước khi mà gửi đi cho khách hàng thì bên em đều to các anh em kỹ cái, cái thuật là test tất cả những cái chức năng hoạt động bình thường rồi đóng sẽ đóng và gửi đi cho các bác Đấy thì bây giờ hàng Tết thì rất là bên bưu điện thì người ta rất là nhiều những đơn hàng này bây giờ là bị quá tải thành ra những cái bác nào mà đã có cái nhu cầu mà mua hàng thì các bác nên chủ động là chốt sớm đơn hàng để những cái bên bán hàng người ta sẽ gửi sớm cho các bác Nhưng tránh cái trường hợp mà chúng ta đặt muộn quá thì bên bưu điện người ta quá tải thành ra là cái vận chuyển đơn hàng nó không không đến tay cho các bác trước Tết được. Đấy thì lưu ý cho các bác là như vậy. Tiếp đến đây là cái đơn hàng thứ hai đó là con đẩy K8, vẫn là con đẩy K8. Hôm là hai đơn cỡ đẩy K8 và một số đơn khác ở đây thì chủ yếu là em sẽ test cho đẩy K8 cho các bác với những cái dòng đẩy K8 ở à, đây ạ đây ạ B thứ nhất nó là đến từ thương hiệu là BVK thứ hai là mã của nó là K8 các bác nhé và em nhấn mạnh lưu ý đặc biệt với các bác là đối với cả dòng đẩy à, à, hãng BVK thì ở trên thị trường thì bị làm nhái làm giả rất là nhiều thì khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín các bác mua để tránh mua phải những cái hàng à, kém chất lượng hàng nhái đó vì cái dòng đẩy K8 của thương hiệu BVK ấy thì hàng chính hãng thì dùng rất là thích, ổn định và công suất khỏe và đặc biệt là với cái mạch thiết kế của cái dòng đẩy K8 thì nó không bị kén loa, lắp loa lắp vào loa nào thì tiếng nó cũng rất là sáng rất là hay đấy nó không như một dầu số dòng đẩy khác là có nghĩa là nó bị cái hiện tượng mà kém loa các bác lắp vào loa này thì hay nhưng mà lắp vào loa khác thì nó tiếng nó không hay nhưng mà đối với cả cái thương hiệu BVK những cái dòng đẩy của BVK thì với cái thiết kế mạch mạch rất là đặc biệt thành ra là nó sẽ không bị kén loa đấy thì các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó cũng rất là hay thì với những cái dòng đẩy này thì bên em bán rất là mạnh với cái dòng đẩy của BVK cái hàng chính hãng thì khi mà bán cho các bác thì rất là an tâm thứ nhất đó là cái độ ổn định rất là cao và tiếng rất là hay và không kén loa À, với cái dòng đẩy 4 kênh này thì à, khi mà các bác sử dụng gia đình nói thẳng với các bác là khi mà các bác sử dụng gia đình mà các bác mua con K8 này thì nói rõ với các bác là hiếm những cái bác nào mà sử dụng hết cái công suất của con này. Vì với cái công suất con này là con đẩy 4 kênh và mỗi kênh của nó là 800W các bác nhé Đấy với cái khuyến nghị ở bên công ty đó là 800W một kênh nhưng mà cái, con này thực tế thì bên anh em thợ đã đo thì cái công suất nó đã vượt hơn là 800W một kênh. Thì với con này thì nói rõ với các bác là nếu mà các bác sử dụng gia đình thì hiếm bác nào sử dụng hết cái công suất của nó. Đấy và cái dòng này thì bên em bán rất là mạnh và khi mà các bác mua những cái dòng sản phẩm này thì bên em bác, à, gửi đi cho các bác thì cũng rất là an tâm vì à, độ ổn định cao và gửi cho các bác ở xa thì à, các bác nào cũng rất là ưng ý vì khi nhận được hàng thì các bác à, à, lắp sản phẩm và à, dùng thử thì à, rất là ưng ý và các bác à, à, gọi điện phản hồi là dùng nó rất là lành và thứ hai nữa là lắp vào loa thì nó không bị cái hiện tượng là kén loa À, cũng có rất nhiều bác là khi mà mua ở nhà đã có một số những cái thiết bị loa rồi sau đó là mua đẩy ấy. thì các bác trước đây thì các bác đã lựa chọn mua những cái dòng đẩy khác thì khi mà mua về thì à, có nghĩa là nó bị cái hiện tượng là kén loa thành ra là các bác nó lắp vào nó không, nó không, phù hợp với cái loa ở gia đình đấy thì khi mà các bác nhận cái hàng cái con đẩy k 8 này ở bên em về đặt hàng cái con này về thì các bác thấy là là nó lắp vào là ăn luôn thành ra là các bác rất là mừng và đã gọi điện cho bên em và tâm sự là như vậy ở đây thì khi mà con này đặt lên cân các bác nhé, đặt lên cân này con này rơi vào tầm khoảng 29kg, ok rồi, 29kg. Thứ nhất là mặt trước của con này, cái lưu ý đặc biệt thì các bác là với cái dòng đẩy của hãng BVK, dòng 4 kênh thì nó chỉ có bốn cái mã chính, gồm có K4, K6 và K8 và thêm mã nữa là con K8 Pro. Đấy, các bác lưu ý là như vậy còn tất cả những cái mã khác ngoài bốn cái mã đấy thì đều là hàng nhái hết và lưu ý các bác là cái dòng đẩy bvk thì trên thị trường bị làm nhái rất là nhiều vì cái thương hiệu bvk cái hàng người ta rất là chất lượng hàng công ty hàng chính hãng rất là chất lượng thành ra là rất nhiều bên người ta đã lợi dụng cái độ đẳng cấp đạo tin tưởng vào cái dòng đẩy BVK người ta đã làm nhái để người ta ăn theo cái thương hiệu đấy thì khi mà các bác mua thì các bác đặc biệt lưu ý và khi mà mua lưu ý âm khi là mua ở bên em thì các bác hoàn toàn được phép là tháo hẳn ốc máy ra để kiểm tra cái cấu trúc linh kiện bên nhau vì sao vì giữa hàng thật và hàng nhái thì nó chỉ khác nhau cái chủ yếu nhất đó là cái phần cấu kết linh kiện ở bên trong thôi và các bác chỉ việc là tháo ốc ra thì các bác mới phân biệt được giữa hàng thật và hàng nhái thì bên em đã có rất nhiều những cái video mà giới thiệu cho các bác là cách phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái rồi đấy thì khi mà các bác mua thì các bác cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải quan tâm đó là cái chất lượng linh kiện ở bên trong chứ còn cái mẫu mã bên ngoài thì nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả và một phần cái cân nặng cũng giải quyết một cái vấn đề nhé các bác nhé cân nặng của nó ví dụ như con hàng chính hãng ấy, thì cân nặng của nó là rơi vào tầm khoảng 29kg chứ hàng nhái thì nó sẽ không không phải như vậy và cái quan trọng nhất là 100 phần là các bác phải tháo hẳn máy ra thì các bác mới phiên biệt được hàng thật hàng nhái và bên em thì đã có rất nhiều video để để quay những cái 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 nội thất ở bên trong rồi ở đây thì em sẽ bật cái con này lên này và cái con này thì em bảo vừa rồi đã nói qua với các bác là với cái con này thì các bác sử dụng gia đình thì hầu hết là các bác sẽ không sử dụng hiếm nhất bác nào sử dụng hết cái công suất của nó vì con này nó cực kỳ khỏe. với cái con này thì đây ví dụ là đây em đang kéo một cái đống loa này như các bác nhé gồm có hai đôi loa full bát 30 và hai chiếc xúc hơi bát 50 thì với cái đống loa này cũng chưa hề hấn gì mà nó. Đấy thì đối với gia đình chúng ta thì thường chúng ta không bao giờ sử dụng nhiều loa như này. Đấy. Và ở đây thì các bác thấy là con này con bốn kênh thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là đa năng, sử dụng thì cực kỳ nó đa năng. Thì đây thì là một cái video mà hàng Tết thì cũng rất là bận thành ra là em cũng giới thiệu rất là nhanh thôi. Còn cái phần đấu lối thì đã có rất nhiều những cái video thì hướng dẫn giới thiệu cho các bác rồi. Và ở đây ghép cái phần âm ở đây thì em đang sử dụng một cái con vang số chỉnh cơ cũng đến từ thương hiệu là PS Audio các bác nhé, hàng chính hãng. Và tại cái thời điểm là đầu năm 2022 thì cái con này là một cái con mà đang rất là hot ở trên thị trường và rất nhiều những cái bác mà đang mong muốn mà sở hữu cái dòng sản phẩm này. Thì con này là con chạy chip số chạy chip số nhưng mà toàn bộ ở đây chúng ta chỉnh bằng cơ hết không cần sử dụng đến máy tính và âm thanh con này nó vô cùng tuyệt vời thì với cái ưu điểm của chip số là cái tốc độ xử lý rất là nhanh và hiệu ứng của tiếng mic cũng như là tiếng nhạc thì nó sẽ có nhiều hiệu ứng hơn và ở đây thì ví dụ như cái con này giải aqi giải eq ví dụ giải aqi của phần mic thì nó có tận là 7 giải và phần nhạc thì cũng có 7 giải. Đối với những con vang khác thì nó chỉ có 3 giải là bát trung tép thôi nhưng mà con này giải nó rộng hơn thì các bác sẽ tham gia vào cái phần nhạc nó sẽ sâu hơn rất là nhiều. Và cái phần mà hiệu ứng của tiếng mic các bác nhé hiệu ứng của tiếng mic thì nó ngoài cái chế độ echo thì nó thêm một cái hiệu ứng là hiệu ứng gì vợt. Thì với cái hiệu ứng gì vợt thì đẹp, hiệu ứng gì vợt thì rõ ràng là cái âm thanh tiếng mic của chúng ta nó sẽ hay hơn và nó sẽ ngọt ngào hơn rất là nhiều. Ở đây thì em sẽ đưa cái tiếng lên và các bác để ý của em này tất cả những cái chiết áp của con âm đi em để hướng mặc định. Chúng ta chỉ sử dụng là ba cái chiết áp chúng ta chỉ sử dụng là cái chiết áp chính là chiết áp âm lượng của cái tiếng nhạc thôi. Đây các bác sẽ lắng nghe em sẽ bật lại từ đầu ạ. thưa các bác thì đây là các bác thông cảm thứ nhất là hàng tết nó rất là nhiều việc và thứ hai nữa đây là chỉ là một cái video test hàng trước khi gửi đi cho khách thôi à, thành ra thì em sẽ nói rất rất là sơ qua rất là nhanh còn các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi những cái kênh của bên em đấy thì cảm ơn các bác em xin ngừng cái video tại đây đây thì là vừa rồi đã một cái đơn đã test xong là ok này à, anh em thợ đã đóng kiện và tiếp đến là cái đơn thứ hai đã ok thì uh, thứ nhất là thứ khi mà bất kỳ những cái sản phẩm nào bên em mà xuất đi cho khách hàng ấy thì bên em đều bỏ ra và test tất cả những chức năng hoạt động bình thường rồi thì lúc đấy mới an tâm và gửi đi cho các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video và các bác quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên, bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé. Em nhắc lại số điện thoại là 0988 646 683 để em tư vấn cụ thể cho các bác. Ạ. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác.